Anh em có biết giùm anh em tất cả những dịch vụ mà anh em đang cần đều đang nằm ở phần bình luận từ Free Fire, Roblox cho đến là Liên Quân, tất cả đều có đầy đủ hết nha. Còn chần chừ gì nữa mà chưa kiểm tra ngay phần bình luận để tận hưởng những ưu đãi mới nhất chỉ có tại kênh của mình nha anh em. Ok, hello anh em và xin chào anh em quay trở lại kênh channel của Starjin nha. Của mình đây. Ok thì rất xin lỗi anh em vì hôm nay mình không có ra clip phối đồ cho anh em xem với cái gói chính là với cái áo là sao nhiều giờ được. Lý do là hôm nay mình khá là mệt anh em cho nên là chủ yếu thì trong video này mình sẽ gọi là review cho anh em số món quà free mà chúng ta sẽ được nhận ở trong cái sự kiện chính là sự kiện update OB46 nha. Và clip mà phối đồ á mình sẽ cố gắng ra trong gọi là trưa ngày mai lúc 10:30 đấy, thì anh em có thể đón xem video đó nha. Đây ok, cho nên là video này anh em xem đỡ cái cách nhận gạo free đi anh em đấy. Ok, cảm ơn anh em rất nhiều. Rồi ngày hôm nay chúng ta có sự kiện gì, thế tháng của mình còn tới tận là 109 ngày nữa anh em đó. Hôm nay thì chúng ta có một cái sự kiện đó chính là chưa, cái này thì chưa nha anh em, thì chúng ta có dòng quay vàng á. Đầu tiên dòng quay vàng đi thì chúng ta sẽ có chính là sẽ cập nhật vào trong lúc 0 giờ, khoảng 0 giờ tối nay phải đấy. Hình như là đúng không ta, bây giờ 4 giờ rồi, 6 tiếng nữa là 10 giờ, 12 giờ là 8 tiếng, à giờ còn khoảng gọi là 6 tiếng nữa, ủa 8 tiếng nữa thì chúng ta sẽ có là cái dòng quay vàng cập nhật. Nhưng mà có lẽ thì khoảng sáng tới ngày mai chúng ta có thể test được đây mà đấy, và sáng mai có thể là sẽ có clip test dòng quay vàng cho anh em xem á. Và hôm qua thì mình có hướng dẫn anh em cách mà anh em săn cái bộ này rẻ đúng không, thì anh em có thể có gọi là xem clip đó của mình thì anh em sẽ biết thôi. Và ở đây thì chúng ta có một sự kiện nhận cái nhân vật trải nghiệm, nhưng mà cái này thì không cần thiết lắm tại vì bây giờ nhân vật anh em cũng đã lấy hết rồi, cho nên là cũng không có gì đặc biệt đây mà. Và cái sự kiện của OB46 thì khi mà vô game á anh em sẽ nhìn thấy liền luôn, một là chúng ta thấy một cái sảnh chờ nhìn nó khá là xịn sò đây nè, đấy sảnh chờ nhìn như phi vây mắt luôn em, có con Vago nó đứng như này nó lau kiến nè đấy. Và chúng ta có một sự kiện đại kỳ quân keo nha anh em, đại kỳ quân keo này thì theo kiểu là chúng ta sẽ chơi hàng ngày, và anh em khi mà vô đây á thì mình sẽ có một cái phần thưởng hàng ngày cũng như là nhiệm vụ để cho anh em có thể là nhận cái huy hiệu chim cánh cục chất đó. Thì anh em sẽ cần phải là cài cái nhiệm vụ này đó, cài cái nhiệm vụ này để mà anh em lấy cái huy hiệu, sau đó thì anh em dùng huy hiệu này để anh em tích lũy lại đủ cái số lượng huy hiệu mà được cần á, thì anh em sẽ dùng nó để anh em phá vỡ cái những cái cục băng này nè để mà anh em nhận những cái mốc phần thưởng đấy. Bơm keo vào tìm, bơm keo công khóa. Rồi ở đây chúng ta có thêm nhân vật Lila này anh em. Nhân vật này thì chúng ta sẽ có làm chậm và cái địch, nói chung là làm chậm cái địch và phương tiện khi mà tấn công xuống trường nha, thì chúng ta giảm tốc độ di chuyển cái địch đi 10% hoặc là giảm khả năng tăng tốc của phương tiện đi 50% trong 3 giây nếu cái địch bị hạ ngục trong khi đang bị làm chậm, thì đóng băng chúng trong 3 giây đấy, nhận thêm một bông keo và kỹ năng sẽ hồi chiêu trong 10 giây. Tức là cái kỹ năng này nó là kỹ năng bị động và đây một cái kỹ năng mình đánh giá là tương đối là mạnh nha anh em, nếu mà không phải nói là cực mạnh. Tại sao? Tại vì khi mà trong giao tranh á thì cái tốc độ di chuyển của chúng ta thì nó là điều rất là cần thiết. Vậy nếu mà đang bắn nhau mà anh em bị nớp lại cái tốc độ di chuyển là coi như là anh em chắc bắt đầu anh em thấy chóng váng rồi đó. Đấy, thì ví dụ như là anh em bị cái kỹ năng bị cái kỹ năng mà bị nhện bắt của con gì anh em, thì anh em cũng hiểu cái cảm giác là bị chậm rồi đúng không? Đó, bị làm chậm không khi nào mà chúng ta cảm thấy thoải mái cả. Đấy, cho nên là anh em sẽ thấy cái điều đó ngay luôn. Và chúng ta sẽ có ở cái ô đầu tiên là bông keo hồng ngự tăng bởi con keo và tự động đặt keo khi mà hạ ngục có thời gian hồi đấy. Thì ở đây thì mình có thể bấm vào cái phần này để mà anh em có thể và xem ở đây thì ôi nổi sao mình có nhớ là cái phần chi tiết này anh em đấy. Thì chúng ta sẽ có một cái phần đó chính là bơm keo phòng ngự, nó sẽ có một cái tác dụng là tăng độ bền bơm keo thêm 250, tự động triển khai bơm keo với độ bền 150 về hướng bị bắn hạ trong vòng 0,6 giây sau khi bị hạ ngục. Tức là khi mà anh em bị địch nó bắn nóc á thì sẽ có một trái bơm keo đặt ra bảo vệ cho anh em để cho anh em không bị gạt trong vòng là 0.6 giây kể từ cái thời gian mà anh em bị gục đó. Cái này là một cái mà mình đánh giá rất là cao về cái khả năng và chiến thuật của gà gán hiện tại nha. Tại vì sao? Tại vì khi mà anh em bị nóc rồi anh em đâu thể nào mà đặt keo để mà anh em đợi đồng đội lên cứu được đúng không đó. Nhưng mà cái này thì có thể nha, nhưng mà có thể thôi, tạm thời cho anh em sẽ được an toàn trong vòng bao lâu đó tương đương với cái độ bền bông keo của anh em. Nếu mà địch dùng cái súng hạng nặng như là M60 hay M249 thì khả năng là anh em cũng bị hạ ngục thôi, nhưng mà nó sẽ đỡ được cái là gây áp lực cho cái địch là ồ trời ơi, vừa bắn xong thì nó
nó cái bơm đặt bơm keo liền luôn cô rồi, nó không phải là lỗi anh em. Cái lỗi ở thời điểm trước là khác nữa, còn cái này là tính năng nha. Lúc trước là chúng ta đặt bơm keo xong rồi chúng ta vẫn bị nóc, nhưng mà cái này là nóc xong rồi mới đặt bông keo đó, anh em phải phân biệt hai cái đó. Thứ hai là bông keo dò tìm, thì sau khi đặt bông keo thì đánh dấu cái địch trong vòng 10 mét, trong vòng 10 mét trong 6 giây, và bét cái địch trong vòng 35 mét trong 6 giây. Thời gian hậu của tử chiến là 25 giây, còn sinh tồn là 15 giây khoảng ta. Cái này thì có thể là đổ qua đổ lại nha, tại vì mình hay lộn với BG với là CS anh em. Đấy, ok, chúng ta có thêm một cái là bông keo công phá, là vũ khí tăng gây thêm 50% sát thương lên bông keo, tạo ra một vụ nổ sau khi phá hủy bông keo bất kỳ, gây 40% sát thương lên cái địch xung quanh 5 m, thời gian hồi chỉ 25 giây. Cái này thì nó sẽ khi mà anh em gọi là phá hủy một cái bông keo thì nó sẽ tạo ra một cái vụ nổ và gây sát thương lên cái địch đó anh em. Ok, còn keo tích ứng thì nó sẽ có những mốc phần thưởng khi mà anh em đặt keo trong tử chiến hoặc là sinh tồn á, thì chúng ta sẽ có thể là nhận thêm những cái vật phẩm tiếp ứng như thế này đó, thì càng cao thì nó sẽ càng hiếm nha. Ok, và cái mốc đặc biệt nhất cũng như là cái mốc mà anh em đáng mong chờ nhất đó chính là chúng ta sẽ nhận được một cái gói chiến binh sắc màu nha anh em. Đấy, đây là một trong những gói đồ nữ mà được free mà đánh giá là khá là xinh. Đấy, khá là xinh, tại vì nhìn vô nó màu mè quá trời luôn em, nhưng mà nó màu mè kiểu là nó hợp lệ nha, hợp lý nha, chứ không phải màu mè kiểu là lòe loẹt nha anh em. Nó nhìn nó giống 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 như cái bộ này nè, đấy hành động nè đó, hồi nãy mình nói với anh em rồi nhưng mà mình quên cho anh em xem cái đó. Và chúng ta có thêm một phần thưởng lặp lại, đó chính là những cái thẻ tham phòng 8 giờ, vé bay kim cương, vé bay vàng và thức ăn chọc pet, nhưng mà cũng như là cái hợp cho hỗ trợ ngẫu nhiên. Không, hỗ trợ ngẫu nhiên này thấy bức phê đâu cũng bình thường à, chứ không có gì chơi á. Và nói chung là sự kiện này thì bên đây mình đánh giá là cũng được chứ không đến nỗi là quá tệ nha. Đấy, cho nên là anh em nào mà có thời gian thì anh em tranh thủ vào để mà anh em cài, để mà có được những cái và free hon con lành cành đào nha, con đào cành lành. Ok, và anh em nào mà muốn phối đồ với những cái đồ trong số bí á, thì anh em có thể kiên nhẫn đợi mình trong gọi là tuần này và tuần sau, mình sẽ cố gắng là ra hết những clip phối đồ liên quan đến những cái đồ trong số bí nha. Ví dụ như gói lãng tử vân long này anh em, nó lãng tử vân mây đấy. Và cái này gói giang tơ thì chớp thì nhiều bạn có nói mình là gói phú lê hợp tác với FIFA á, thì tôi thấy nó là lạ lạ lắm luôn á. Mà đặc biệt thì chắc chắn sẽ là áo sao nhiều giờ nha anh em. Áo sao nhiều giờ sẽ là áo có gọi là được nhiều anh em vote vote nhất luôn, thì mình thấy nhiều bạn gọi là có kêu mình phối đồ cho anh em xem với cái áo sao nhiều giờ lắm rồi. Cho nên là có lẽ là mình sẽ làm clip phối đồ với cái phối đồ với cái áo sao nhiều giờ trước để cho anh em là có cái mà anh em xem nha. Ê, cho nên là anh em nào muốn phối đồ với cái áo đó thì em có thể đợi nha em. Đấy, còn những cái bộ mà nó tương đối là xấu á, ví dụ như là hai cái áo này nè, cái gói đồ nữ thì mình ít có phối rồi, và đồ nếu mà đồ mà nó tương đối xấu á thì mình sẽ không phối nha, tại vì nó sẽ ảnh hưởng đến gọi là cái cách nhìn nhận của anh em về những gói đồ đó. Ví dụ như là gói đồ đẹp á mà mình phối ra nó đẹp thì không sao, còn gói đồ xấu mà phối ra đẹp không sao. Ví dụ gói đồ mà nó không được đẹp mà phối ra thấy ghê mà vẫn đẹp thì nó kỳ lắm em, nó rất là kỳ luôn. Vậy cho nên á, nếu mà được phối á thì mình sẽ tìm gói đồ nào đó mà nó ok một xíu để mình phối cho anh em xem, để anh em có cảm thấy là ừ gói đồ đó ok để anh em có thể xem được, chứ mình sẽ không bất chấp là gói nào cũng phối cho anh em được hết để cho anh em là thấy bất mãn đâu. Đấy, mình rất là cẩn thận về vấn đề đó cho nên là anh em cứ yên tâm nha. Ok, vậy cho nên là nếu như mà anh em nào đang xem video này của mình mà anh em thấy những nội dung mình làm cho anh em á thì nó đáp ứng đủ hết nhu cầu mà anh em đang xem cần cho anh em trong tương lai, thì anh em hãy giúp mình một like, một đăng ký kênh, và đừng quên là mỗi khi mà mình ra video mới anh em cũng cần để xem video mới rồi đúng không, cho nên là hãy bật nút chuông thông báo bên cạnh lên để những cái dòng quay nhà súng nâng cấp trở lại nè, những dòng quay nhân phẩm nè, những dòng quay test sự kiện hàng ngày nè, thì lúc 5 giờ sáng anh em sẽ có clip để mà anh em xem. Đấy, mình nói thiệt với anh em luôn là anh em muốn gì thì tôi chịu theo anh em hết, cho nên là anh em cứ yên tâm. À quên nữa, thì nói ở cái này ở nói ở đoạn cuối clip không biết anh em có biết hay không, nhưng mà mình không biết là trong hôm bữa giờ mình có hứa anh em tặng cho anh em cái gì hay không, thì anh em có thể nếu mà anh em nào có nhớ mà mình quên á thì anh em có thể comment nhắc mình lại nha, thì mình sợ mình quên cái anh em gọi là nói mình điêu nữa, cho nên là anh em nhớ nhắc mình anh em nếu mà có nha. Còn nếu mà không có thì từ từ 30.000 người đăng ký thì mình sẽ có custom ao làng để mà tặng kim cương cho anh em, cho nên là anh em cứ yên tâm đi, sắp 30.000 người đăng ký rồi. Rồi, cảm ơn anh em rất nhiều vì đã theo dõi hết video này của mình. Bây giờ thì bye anh em, chúc anh em ngày mới vẻ và hẹn gặp anh em vào video lần sau. Bye bye.